our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Hello cô chú anh chị ơi, ngày mai là đám cưới rồi hả mọi người? Thì hôm nay là cái bữa tối trước khi đám cưới, mình sẽ có một cái buổi tiệc giống như là chịu lại. Thì hôm nay mình cũng có nấu mấy món đãi cho những người trong gia đình nè, bà con dòng họ. Với lại có bên đàn trai cũng có qua nữa hả cô chú anh chị? Cha Kim có bằng một con heo cô chú anh chị. Nửa con thì mình để xào lăn với lại nấu cháo, còn nửa con thì đem đi quay mọi người. Heo xào lăn hả cô chú anh chị? Đây chặt dừa xiêm đãi đàn trai hả cô chú anh chị. Thì ở bên đàn trai là ở Sài Gòn mọi người, gia đình nội ngoại của đàn trai là Sài Gòn. Mà gia đình thì đi xuống thuê khách sạn ở thị xã Bến Tre đó cô chú anh chị, ngủ một đêm. Cho nên là hôm nay gia đình Kim á mời đàn trai vào đây ăn tối luôn cô chú anh chị, để chung vui hả mọi người. Buổi tối cũng có nhạc sóng hát hò nữa. Này nước toàn quá ha em. Thao quá. Con sẽ không có. Thôi, tổn tay đại đi rửa sạch. Tay nãy giờ sạch sẽ. Ừ. Có cái gì để bấm? Không? Không có để bấm. Rồi được rồi, còn để cô chụp lên đã. Cô trượt cái đó nữa kìa, bị gì luôn. Em xẹp lép à, thôi trộn vô luôn hết đi. Trộn vô luôn. Ừ. Mà đủ nước không? Đủ. Đủ còn trong kia kìa, chảo còn kìa. Trời ơi, tiếp mà chảo nó còn mất bảo. Có gì năm gì đó. Có mình gì năm mà ba bốn bàn à. Sao rồi đâu? Đẹp rồi nhậu. Đừng cho bạn nhậu nha, cho bạn chết luôn á. Ngon chưa? Xuất sắc ha. Trời ơi, công nhận người đẹp làm gỏi mà xuất sắc luôn đó. Người đẹp này. Người đẹp này nấu nước sốt. Người nào đẹp hơn? Em trì hoãn lại đó. Để nhiều vô. Thôi, chị gọi cũng chưa. Rồi. Còn cái chị này được gì nó lăn lại quay. Quay. Quay chứ mà. Đi nhà bác. Ô, tại vì đây lâu lâu chút nữa thì cũng để đỡ. Chứ này gặp quá, cũng bị kẹp. Mở, phải từ từ, không phải đó. Thôi, đứng yên, đứng giữa cho đẹp kìa. Sáng chiếu, vô đây. Nó rồi đưa tiền để vô rồi. Đó. Cầm tay đưa em để tiền vô. Rồi. Đang quay phê chứ quay chụp hình đó. Ngày mai có lên TV luôn đó. Em đợi cái cho nó đẹp. Quán từ. Đúng rồi, con lấy để cho nó xuống chụp. Nè nhìn nó nè Diễm nè. 1, 2, 3. Trời ơi, mấy chị già luôn kìa trời. Ngại quá. Chụp hình đi nha. Thank you.
giờ nãy giờ làm gái là cái gì của làm trai là Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay là đám cưới rồi mọi người. Sau bao ngày ngóng trông chờ đợi thì cuối cùng cái ngày quan trọng cũng đã đến rồi ha cô chú anh chị. Sáng có hai cái chị đến đây để trang điểm cho mình là cái chỗ mà em gái kia mướn đồ cưới á, thuê đồ cưới ha cô chú anh chị, thì người ta đến nhà để trang điểm cho cô dâu và mẹ cô dâu luôn. Nhưng mà mẹ Kim thì mắt không có còn cho nên là trang điểm cho Kim ha cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị cùng chung vui cùng với gia đình của Kim ha cô chú anh chị. Trong cái video này nếu mà có gì sai sót hay là sơ suất thì mong cô chú anh chị bỏ qua ha mọi người. Tại vì trong cái ngày đám cưới á, thì nói chung là cũng tất bật rộn ràng rồi đón khách cũng bận rộn đó, cho nên là nhiều lúc Kim nhờ người khác quay giùm đó. Nếu mà có gì sơ sót thì mọi người cũng thông cảm bỏ qua ha cô chú anh chị. Đây đó. Đúng rồi.
giùm con nha. Morning. Hey. Morning. How are you? Hello. Xin chào. Hello. Nice to meet you. Yes, yes, yes. I'm trying to get everybody in there. Oi. Where you want me to go? Down either side. Rồi, nhìn thẳng nghe máy em cả nhà mọi người ơi. Đợi nha, đợi nha. Rồi, 2, 3, 4 nha. Các bạn bảo ơi, nhìn thẳng nghe máy em cái nè. Rồi, đúng rồi, 2, 3. Rồi, cười cười lên, 2, 3. Rồi, gút mâm dìm em cái nè, gút mâm dìm em cái. Bên đây, mình hát gút gì á. Rồi, mấy anh trai được cho em kèm vỗ tay cái nè, mấy anh trai ơi. Rồi, chú Lễ ơi. Vậy rồi chú rảy nếp ăn bên này cho ba mẹ vô. Rồi con mời thằng cha mình bước vô một con nha. Rồi mời cô bước vô một con cô. Không dướng anh ơi. Không dướng nha, không dướng nào, đúng không? Rồi mời mấy cô bước vô một con nha cô ơi. Thank you. À, đi tới đâu đi? Đi vô đâu đi? Vô trong vô nhà luôn chị, bẻo ra này chị Lan. Không đúng đi. This way. Oh, I'm sorry. This way. I follow for you. Okay? Rồi, ok, rồi nhìn thẳng gì máy em cả nha. Rồi, 2, 3, 4 nha.
Đúng rồi, 2, 3. Dạ rồi ạ. Đây là cô chú Quảng Hoa, cha mẹ của mình, anh là vợ của mình ha. Dạ rồi. Rồi, nói gì con nha. 2, 3. Thôi, con mời nhìn con nha. 2, 3. Dạ rồi. Dạ rồi, 2, 3, 4. Dạ rồi, 2, 3. Mình góp đây đi nha. Lên đây nha. Rồi, 2, 3. Rồi, cô giáo cây một xuôi mình đứng lên, mình tụng liên tâm. Quay cái này không? Chưa, chưa đẩy vô giữa nha. Rồi, 2 bác. Cùng lại, cùng quay lại coi nha. Hai cái nha, gia đình ơi.
Đúng rồi bác. Đi cao nha. Sao? Làm mày hả? Dạ. Chị mối ơi chị. Rồi, chú rảy. Ok. Chút chút. Chút. Chưa nha. Rồi, 2, 3, 4. Đâu vô hông, má đi rảy hung vô má mày cái nè. Đúng rồi. Hung vô. I think she looks more like Kim. Her eyes, her nose, my feet. Quay gần vô, thấy từ người ô. No, I did this the first time. Oh, we will. Yeah, we will, definitely. Honey, we're just talking about coming to Australia. Yeah, I'm talking to you. Cơm chiều hả cô chú anh chị, buổi chiều đám cưới đã xong hết rồi mọi người, đây nè, đã dọn dẹp hết trơn rồi, khách về hết, nhà Kim cũng đã dọn quét sạch sẽ hết trơn rồi. Bây giờ là ăn bữa cơm chiều, còn lại cái gì mình ăn cái đó hả cô chú anh chị. Đây còn lẩu cá bớp của cô chú anh chị, cá bớp với tôm, cơm chiên, còn phần bò nấu tiêu đó nè, cái gỏi tại tôi cho nấu. Cái ghế này là cái ghế inox của người ta, nó bị sét không ngồi chứ không phải là dơ đâu,
mà có cái tấm trải bàn đó, về nhà mình ăn thử cái trải lau sạch hết trơn rồi.